Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục trở lại kênh Cao Trung Audio Bắc Giang. Đây, lại những sản phẩm hay được gọi là siêu phẩm của BMW. Đấy, vì sao nó là siêu phẩm? Những siêu phẩm này nó là một trong những mã đỉnh cao và đưa ra những chất âm tuyệt vời nhất. Đấy, mã đỉnh cao nhé. Nói về mã đỉnh cao thì những chiếc gân này hãng trang bị một dòng gân đặc biệt, nên là độ bền của những chiếc gân này rất chỉ là bền nha các bác nhé. Các bác sử dụng những chiếc gân zin của dòng BMW CSV 900C này. Đấy. Độ bền nó rất lâu, rất lâu nhé. Và bên em bán rất nhiều những sản phẩm của 900C, nó cũng chưa có một chiếc loa nào bị bục gân. Hãng trang bị về trau chuốt từ những chiếc gân, ngoại hình tổng thể của dòng loa BMW 900C này nó rất là đẹp. Đấy, các bác có thể chiêm ngưỡng tổng thể trên màn hình, nó đẹp nhé. Tuy nó là vẫn còn là hàng nguyên mộc, nguyên chất bãi nhé, chưa vệ sinh, chưa lau chùi một chút nào, nhưng mà nhìn lướt qua hoặc quá đẹp rồi. Đấy, bụi bẩn không tính nha các bác nhé. Bụi bẩn bên em sẽ cho anh em vệ sinh, giặt giũ những chiếc lưới căng này, nó sẽ trở lại như xuất xưởng luôn, đẹp lắm. Những sản phẩm bên em lựa chọn nó đẹp tổng thể như các bác nhé, rất đẹp. Và có một là hai chiếc nó bị rơi tem, sau bên em sẽ gắn lại tem cho các bác. Và đây là những sản phẩm nó đẹp như thế này này. Đấy, loa nhé, zin đẹp, đèn đẹp luôn nhé. Tép, thiết kế của dòng tép 900C. Đấy, được hãng full nhũ vàng, đẹp, nổi nhé, rất nổi nhé. Và vào giá các bác, những sản phẩm BMW CSV 900C này bên em đang có giá vào 12 triệu nhé. Đấy, tại thời điểm này. Và các bác có nhu cầu mua sắm những sản phẩm BMW 900C này, các bác cứ alo cho bên trung tâm nhé, qua hai số hotline 0963 101 308 hoặc 0962 355 309. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đấy, và nói về những sản phẩm của 450C thì bên em bạt ngàn. Nhưng cứ có bao nhiêu bên em cũng sẽ lại nhập bấy nhiêu, bởi vì một trong những mã đưa ra chất âm hay chuẩn thì 450C giá bình dân mà chất âm nó tuyệt vời. Đấy, những bác nào sử dụng dòng 450C này thì các bác biết về cái chất âm mà ngoại hình nó cũng quá đẹp rồi. Đấy, các bác có thể chiêm ngưỡng trên màn hình nhé, rất đẹp nhé. Dòng 450C thì đa phần về bên em còn gân hay không còn gân, bên em vẫn phải bóc hết ra để thay những chiếc gân mới để cho nó được độ bền khi các bác sử dụng. Đấy, bên em sẽ vệ sinh sạch sẽ cho các bác nhé. Các bác đặt hàng bên em thì sẽ biết về bên em kiểm tra và làm sạch sẽ cho các bác. Và nói về thay những chiếc gân thì các bác yên tâm nhé, bên em sẽ thay những chiếc gân xịn sò và độ bền nó rất cao như các bác nhé. Đây là những chiếc bên em đã thay gân nhé. Đây, em đây là của 450C này, 450C nhé. Đấy, bên em sẽ lại thay những chiếc gân, các bác có thể chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của những chiếc gân bên em đã thay nhé, đẹp. Đấy. Và giá các bác những sản phẩm của 450C thì bên em đang cung cấp có giá vào 5.500.000 khi đã vệ sinh thay gân sạch sẽ cho các bác. Và các bác có nhu cầu mua sắm những sản phẩm về BMW hay những sản phẩm nghe hát, các bác cứ alo cho em. Và phía bên cạnh này là những quả súp thương hiệu cực kỳ nổi tiếng súp hơi 50. Đấy, các bác tua sao nhá, rất nhiều tên nhá, có cả những quả súp lắc. Đây là những quả súp, em sẽ xem nó cấu hình thông số này, 600W này.
Với những dòng súp này thì sở hữu bát 50 từ 220 và cồn 100. Bên cạnh này, đây là những quả súp lắc này. Các bác có nhu cầu mua sắm những sản phẩm về súp, súp hơi, súp điện, các bác cứ alo cho em nhé. Bên em rất rất nhiều những cái mã súp. Đấy, đây. Dòng này công suất nó cũng 600W quả này. Đấy. Rất rất nhiều các mã súp nhé. Đây là bên em quay đại diện thôi. Bên em trong kho còn rất rất nhiều các sản phẩm về súp. Nên là các bác có nhu cầu mua sắm những sản phẩm về súp hơi, súp điện, các bạn cứ alo cho Cao Trung nhé, qua hai số hôm nay đang hiển thị trên màn hình. Và cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm theo dõi. Giờ đây bên em cũng xin phép tạm dừng video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.